Xin kính chào các bậc đàn anh và xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã rất là kiên nhẫn ngồi đứng ở phía này. Tôi biết người nói mà người nói cuối cùng bao giờ cũng là ở cái vị trí khó nhất. Một là các bạn đói rồi, mệt rồi, nghe rất nhiều rồi. Nhưng cái điều thứ hai quan trọng hơn nữa là những người nói trước đều cực hay. Cho nên là cái người nói sau cùng mà dở thì để các bạn kết thúc một cách buồn thì cũng là cái trách nhiệm rất nặng nề. Thì tôi sẽ xin cố gắng tận dụng 18 phút của mình được có để chia sẻ với các bạn đôi điều. Có cái điều may cho tôi là những người nói trước phải nói không ít thì nhiều đều đề cập đến những cái, đến một số trong những ý mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Cho nên có thể là tôi sẽ nhàn hơn để có những cái tôi sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Cái ý tưởng chung mà tôi muốn đặt tiêu đề cho cái trình bày chia sẻ của tôi với các bạn là từ vĩ che làng ra thế giới. Nó phù hợp với cái tiêu đề của chúng ta hôm nay là Beyond Borders. Thì tôi nghĩ ai cũng có lũy tre của mình. Bản thân tôi cũng có lũy tre làng của mình. Tức là hoàn cảnh gia đình mà mình ra đời, hoàn cảnh mà mình học tập, môi trường mà mình quen thuộc sinh sống và từ đó phát triển lên trước khi mà bắt đầu đi vào đời bằng cái cách đi làm việc. Thì tôi như vậy là cũng sinh ra trong một gia đình mà phải nói tất cả những anh chị em tôi trong nhà, các anh tôi, ba anh trai trên tôi và cô em gái tôi là đều đi dạy học. Tôi là một người tự nhiên lạc loài đi ra một thế giới khác. Thế thì cái lúc mà thời điểm tôi quyết định đi học kinh tế thì vào năm 61, lúc mà học xong lớp 10 phổ thông, ngày ấy học 10 năm, thì tôi chọn học trường kinh tế thì cũng là theo một cái sự vận động chung thôi, là với yêu cầu của đất nước bây giờ là phát triển kinh tế và cần phải có người học kinh tế, tôi đi theo. Khi hỏi xin ý kiến của cha mẹ tôi thì cha tôi, bố tôi thì cũng là làm, lúc bây giờ đang làm ở Bộ Giáo dục và cũng là người trước đây đã dạy học, mẹ tôi thì làm ở Thư viện Hà Nội. Thì đều bảo tôi là, bố tôi thì bảo tôi là tôi tùy con thôi, mà có lẽ cũng nên đi theo một hướng mới chứ không phải là cả nhà cứ đi dạy học hết cả thì cũng buồn. Thế mẹ tôi thì chỉ ngần ngại bảo là con thì nhát mà hiền thì không biết là làm kinh tế có hợp hay không, nhưng thôi cứ học đi đã rồi hãy hay để xem. Thì đấy, thì tôi có cái lũy tre làng của mình như vậy, cho nên là thực ra bước đầu ấy, khi đi vào cái lĩnh vực này thì cũng ít nhiều có một cái là mình sẽ phải suy nghĩ xem cái cách nào mình phải có một cái điều chỉnh nhất định để vượt ra khỏi cái môi trường vốn dĩ rất là quen thuộc của mình. Chứ còn nếu cứ như đi dạy học tiếp cùng với các anh hay là cô em gái tôi, ở đây có một số bạn học trò của cô ấy, đấy là cô Chi Mai, là dạy tiếng Anh, thì như vậy thì sẽ là có lẽ là nó cuộc đời sẽ là nhàn hơn nhiều và có lẽ nó bớt những cái đau đầu hơn như hiện nay mà một người làm kinh tế phải hứng chịu trong điều kiện nền kinh tế nước nhà đang có rất nhiều vấn đề như thế này. Nhưng mà thôi thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ và sẽ phải cố gắng học để vượt lên những cái hoàn cảnh là từ những cái nguồn gốc cũ của mình, biết đâu học những cái mới thì mình lại có cái chân trời mới hay hơn so với những cái chân trời cũ mình quen thuộc thấy. Thế nhưng mà khi bắt đầu đi ra ngoài lưỡi tre làng thì ở đây tôi muốn nói đến cái lúc mà kể cả từ lúc học, nhất là lúc bắt đầu đi làm việc thì mới thấy một điều là ở bên ngoài lưỡi tre làng có rất nhiều cái mới, rất nhiều cái lạ, rất nhiều cái khác so với những gì mình có bằng kiến thức mình học được ở nhà trường, bằng tư duy mình hình thành qua quá trình học tập, hoặc là kể cả cái phong cách, cái cách sống, tính cách của mình, behavior của mình chẳng hạn, cũng có thể nó có rất nhiều những cái mới, cái khác. Thế thì ở đây thì đi ra thì phải nói là một trong cái điều đầu tiên mà lúc tôi mới về phòng thương mại là lúc đó thì về phòng thương mại là trong bối cảnh bắt đầu ở trường ngoại thương là định giữ tôi lại làm giảng dạy ở trường. Thì tôi đã nghĩ là thôi mình lại quay trở lại con đường truyền thống của gia đình là dạy học. Nhưng mà năm đó thì ở trường định cử tôi sang Trung Quốc để học thêm, học cao học rồi sau đó sẽ về dạy. Thì Trung Quốc lại có cuộc cách mạng văn hóa, thế là may quá không phải đi Trung Quốc nữa. Thế mà cũng không ở lại trường, vì trường cũng thu hẹp và dạy học do chiến tranh bắt đầu nổ ra phía Bắc và tôi được cử về phòng thương mại. Thì đấy thực sự là một cái lĩnh vực hoàn toàn khá là mới đối với tôi, vì trong học ở trường thì có học đến cái vị trí của cái cơ quan phòng thương mại nhưng mà chưa biết là của nhà mình nó ra sao. Thì về đấy thì những điều đầu tiên thì những người lớn tuổi hơn tôi mà đã về đấy trước thì bắt đầu là truy hỏi tôi một loạt các thứ. Thế học ngoại thương có biết phốt chip là gì không? Thế mình phải trả lời, và chị lớn khi mà hỏi mình điều đó một đôi điều. Thế rồi mấy anh mà lớn hơn mà học sư phạm ngoại ngữ ra đang làm tiếng Anh ở đấy thì
đưa thử cho tôi mấy cái, bảo dịch thử xem. Thế thì tôi thì mình cũng lại phải cố gắng cắm cổ mà làm. Thế mà rồi là một vài cái cuộc dịch đầu tiên mà đáng lẽ là mình chưa phải là vị trí của mình phải tham gia, nhưng các anh ấy bảo là cứ làm thử đi rồi xem. Thế thì đấy là những cái thử nghiệm đầu tiên. Nhưng mà sau những thử nghiệm đầu tiên đó thì tôi chỉ nghĩ tâm niệm một điều là còn có rất nhiều thứ phải học. Mặc dù ở trường mình đã là vào loại học cũng được, chứ không đến nỗi rớt nát, nhưng mà còn có rất nhiều thứ phải học. Và hai nữa là môi trường này là một môi trường mới, nhưng mà nó sẽ có những cái hay. Từ ra ngày ấy chúng tôi không được chọn lựa đâu, về đâu là theo sự phân công của nhà nước, chứ không được chọn lựa về đâu cả. Và thấy những cái mình có thể học, mình phát triển lên từ đấy, chứ đừng có lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ, tìm một cái chỗ khác, một môi trường hay hơn, chưa chắc đã có đâu. Và chính vì vậy cho nên nhiều bạn cứ nhảy liên tục là thế. Ở chỗ cũ thì mình tưởng chỗ mới hay hơn, nhưng sang đến đấy lại thấy nó có những cái cũng không hợp với ý mình, lại nhảy sang chỗ khác. Nhưng mà như vậy thì các bạn rất nên học cái câu của Darwin, mà tôi nghĩ là nó chí lý với rất nhiều người. Bởi vì nhìn vào những người thành công trong xã hội mình, kể cả những người trẻ, thì thấy hầu hết là đều đã có được cái nỗ lực rất lớn để vượt lên tất cả những cái giới hạn có sẵn của mình, để mà thích ứng với môi trường mới, và từ đó mình phát huy lên được. Nó là một mảnh đất mới nuôi dưỡng cho mình tất cả các năng lực và có thể phát huy lên được. Thế nhưng mà để thích ứng được thì chúng ta lại phải học hỏi. Và ở đây thì tôi lấy cái tiêu đề cho slide này là chắc cánh kiến thức và mở tư duy. Hai cái này nó đi cùng với nhau. Học không thôi không đủ. Nếu mình không mở tư duy thì không học được đâu. Nếu như mình cứ bám giữ vào một số cái mình đã có rồi. Thế hệ bây giờ của các bạn thì có lẽ đỡ hơn. Nhưng mà những cái người ở lứa tuổi như chúng tôi thì thường hay bị một cái là bị dạy một số điều, có thể bây giờ các bạn ở nhà trường thế, dạy coi như đấy là chân lý, mà là chân lý vĩnh cửu, nó là khác, và cứ không muốn là cho những cái mới thay đổi. Thì nếu mình không mở tư duy, không sẵn lòng thay đổi tư duy của mình, nghĩ đến những cái mới và sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thì mình có học mấy, rốt cuộc là mình có thể có thêm một mớ kiến thức, nhưng mình không thay đổi được mình. Cho nên cái học và cái mở thêm, mở mang về kiến thức và tư duy luôn luôn nó phải đi cùng với nhau. Và với ý tưởng đó thì tôi rất thích cái câu của Ralph Sandy, khi mà ông nói là ở thế kỷ 21, người chiến thắng sẽ là những ai đứng phía trước đường cong thay đổi, không ngừng xem xét lại ngành nghề của mình, tạo ra thị trường mới, khai phá con đường mới, sáng tạo lại các quy tắc cạnh tranh, thách thức với hiện trạng. Sống trong thời đại hiện nay phải như thế này, chứ không thể nào khác được. Bác Vũ Khoan vừa chia sẻ với các bác rồi, chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi liên tục. Ngay ở đất nước mình mà thôi cũng thế, biết bao nhiêu những cái thay đổi đang diễn ra. Ngay cả nếu như các bạn có điều kiện, hoặc ở đây cũng có thể các bạn có nhiều người nguồn gốc từ các vùng khác nhau, và nếu như thỉnh thoảng các bạn về quê thăm lại quê cũ của mình thì cũng có thể thấy là ở đấy cũng đang có những cái thay đổi diễn ra. Tôi thì thực tình là tôi rất thích, nhất là những năm sau này được về hưu rồi thì sướng lắm, vì mình tự do, được cái quyền say no, là nếu người ta yêu cầu mình không thích làm thì mình từ chối và mình làm cái việc gì mình thích, và như vậy tận dụng thời gian tối đa để đi về các địa phương, về các tỉnh tiếp xúc với mọi người. Và tôi thích vô cùng khi mà thấy là ngay cả những người nông dân hiền lành, có thể nói là chân đất của nước mình, thì cũng có rất nhiều người có những ý tưởng mới, sáng tạo và rất chịu khó thay đổi. Nếu như thấy họ thuyết phục được họ là những thay đổi này nó sẽ là tốt, nó sẽ là có lợi cho họ cũng như cho xã hội, cho cộng đồng, thì họ rất sẵn lòng thay đổi. Thì đấy là cái điều vui, mà chính là cuộc sống nó đòi hỏi phải như vậy. Vì nếu mà ai mà lại cứ chỉ nghĩ cái hiện trạng bây giờ nó là, ví dụ như nó là bi đát quá, nó môi trường nó khó khăn quá, mình không thể nào vượt nổi và thôi cứ cam phận, cam chịu cái số phận nó đặt ra cho mình như là một thứ định mệnh cho mình, thì không bao giờ vượt lên được. Phải sẵn sàng thách thức với hiện trạng, phải sẵn sàng sáng tạo để vượt lên. Cái điều này thì Sang Sandy nói cho những người kinh doanh, nhưng tôi nghĩ là nó đúng với mọi người. Vì trong những trong các lĩnh vực khác nhau thì cái gì cũng vậy thôi. Đấy, giáo sư Nguyễn Lân Dũng vừa chia sẻ với các bạn rất nhiều về tất cả những cái thay đổi trong ngành công nghệ sinh học của giáo sư đang tham gia. Nhưng mà những ngành khác nó cũng tương tự như vậy thôi, khi mà chúng ta đang sống trong một thế giới như thế này. Thế mà vì vậy cho nên là phải học và phải sẵn sàng mở đầu, mở lòng ra, phải thoáng hơn, là mình sẵn sàng tiếp nhận nhiều luồng khác nhau. Tất nhiên khi mình đọc nhiều hoặc học nhiều thì có thể nó có những cái ý tưởng rất là khác nhau, thậm chí nó là xung đột với nhau, mâu thuẫn với nhau. Nhưng từ đó thì đọc nhiều thì mình mới có thể mình chiêm nghiệm được, mình suy nghĩ và chắt lọc ra được những cái hay ở chỗ này, chỗ khác, và rút ra được những cái điều nào rất là tốt nhất cho mình để có thể theo. Và như vậy thì mình mới có thể vượt lên được. Mình nghĩ đấy là một cái điều hết sức cần thiết. Ở đây thì đặc biệt là đối với tôi,
trong khi làm việc ở phòng thương mại thì phải nói là một trong những cái điều mà tôi vẫn biết ơn nhất, mà sau này cũng có lần để báo chí hỏi tôi là nếu như được quyết định lại thì tôi sẽ chọn công việc như thế nào, thì tôi vẫn trả lời tôi sẽ vẫn làm việc ở phòng thương mại, bởi vì đấy là một cái môi trường học hỏi tuyệt vời. Học ở đây thì thực ra tôi không được đi học tiếp những cái chương trình khác đâu, cái cơ hội cao học ở Trung Quốc thì bỏ lỡ, tôi không hoàn toàn không tiếc gì cơ hội đó. Nhưng mà phải nói là ở phòng thương mại thì tôi rút ra được một cái điều là mà người ta vẫn gọi là trường đời ấy. Thực sự nó là trường đời, vì ở đấy mình có thể học được ở rất nhiều người xung quanh mình. Các bạn nhớ là bối cảnh tôi bắt đầu làm việc là năm 1966, nước ta vẫn còn trong cơ chế cũ, kéo dài suốt đến năm cuối năm 86, tức là 20 năm sau đó thì mới bắt đầu đổi mới. Nhưng mà ngay ở đấy thì vì được có một cái môi trường làm việc tiếp xúc với nhiều người khác nhau trong nước, cũng như những người từ các nước khác nhau đến, và từ đó thì phải nói là đối với mỗi một người mình học được ở người ta một chút. Và nhất là tôi, vì tôi rất thích tiếng Anh, nhưng cơ hội học ở trường thì nó có hạn thôi, và chính học được từ những người khác là giúp cho mình rất nhiều. Thành tôi sau này vẫn nói vui là tôi có hàng nghìn người thầy, là theo ý nghĩa đó, ở mỗi người mình học được một chút của người ta. Có thể là một cái từ hay, một cái cách nói hay, hoặc một cái cách diễn đạt nào đó mà đáng quý, nhưng mà nhất là cái kiến thức và cái hiểu biết trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà rất đa dạng, thì nó giúp được cho mình rất nhiều. Thì đấy là tôi muốn nói thêm một cái ý về học là ở đấy, chứ các bạn đừng nghĩ là học là chỉ có là tìm học bổng nọ học bổng kia để đi học chỗ này chỗ khác. Tất nhiên học cũng cơ bản nó là rất cần, vì nó sẽ trang bị cho mình những cái nền tảng cơ bản nhất để rồi từ đó mình có thể học hỏi tiếp. Nhưng mà ở đời thì vẫn có nhiều cách khác nhau để học, chứ không nhất thiết là cứ phải tìm một cái trường nhất định sau khi mình đã có một thời gian dài ngồi trên ghế nhà trường rồi. Ý tiếp theo tôi muốn nói là phải mở rộng con tim và nối vòng tay lớn. Một trong những cái điều mà tôi cảm nhận được sâu sắc nhất trong thời gian làm ở phòng thương mại là rốt cục thì mình tiếp cận với người ở rất nhiều nước khác nhau, nhưng mà con người ta vẫn có những cái điều rất là chung, như bạn Phương Lan nói ở trong slide cuối cùng là the same. Con người vẫn có những cái điều cốt lõi, nó vẫn rất là con người. Có mấy người mà tôi có thể nói là cái cư xử của họ, hoặc là cái mà sau khi tôi giao tiếp với họ thì tôi tự nhiên mình có một cái bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình. Tôi nhớ mãi đấy là mấy kỷ niệm, một là hồi năm 86 là chúng ta bắt đầu mở quan hệ thương mại với Hàn Quốc, thì lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc được với một số công ty Hàn Quốc vào, và tôi cũng có được cái dịp may bởi vì cũng là tham gia và mở đường thì được đi chuyến đi đầu tiên sang Hàn Quốc. Thì có một ông là chủ tịch của công ty Hala Hàn Quốc, họ Chung, cũng trong gia đình mấy anh em Chung của Chung nhà Hyundai thứ đấy, thì ông ấy nói với những người ban tổ chức là cố gắng bố trí cho ông gặp tôi, mới gặp đoàn Việt Nam. Lúc mình gặp thì mình không biết là đầu tiên, không biết là tại sao ông ấy yêu cầu gặp như vậy. Nhưng khi gặp thì thấy ông ấy ngồi trên xe lăn, ông bị chân của ông ấy bị liệt. Thì ông bảo với tôi là thế này thôi, tôi trước đây tôi có thời gian chiến tranh Việt Nam thì tôi có tham gia ở miền Nam Việt Nam. Tôi làm các công trình xây dựng thôi chứ tôi không tham chiến. Nhưng mà tôi biết là đồng bào của tôi, những người cũng là Hàn Quốc đi sang tham chiến ở Việt Nam thì có những người đã gây những tội ác rất là lớn. Thì bây giờ tôi chỉ muốn là lần đầu tiên tiếp xúc được với một người Việt Nam và những người Việt Nam sang Hàn Quốc sau chiến tranh, thì tôi chỉ muốn gặp các bạn để bày tỏ một lời xin lỗi. Và mong là nếu như có thể công ty của tôi, chúng tôi có thể làm được bất cứ cái gì để giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển lên, thì các bạn cứ bảo chúng tôi sẽ hết lòng. Thì đấy, người ta có một cái cách tiếp cận như vậy. Thì phải nói một điều gần như là người ta nói từ trong tim người ta ra. Và tôi hiểu một điều là đấy, ngay cả những người có thể họ đã là có gây ra tội lỗi hoặc cái này cái khác, nhưng mà khi người ta hiểu thì tự trong sâu thẳm trái tim người ta vẫn có những nhân tố rất là con người. Thì cái người thứ hai mà tôi cũng rất ấn tượng về cái cách xử sự của người ta và cũng làm cho tôi cảm động là ông Leo McCarthy, phó thống đốc bang California. Năm 92 thì tôi đi sang Mỹ, cũng là cái chuyến đi đầu tiên mà chuyến đi hiếm hoi hồi đó, bởi vì lúc bây giờ chúng ta chưa bình thường hóa quan hệ với Mỹ mà. Thì sang theo cái thu xếp của Quỹ Châu Á, một cái nhóm 4 người của phòng thương mại sang, là chúng tôi đến gặp ông ấy thì cũng nói chuyện một hồi về những cải cách kinh tế tư của Việt Nam. Thì sau đó họ có một tổ chức một hội thảo lớn. Thế ông ấy đến lúc mà đến cái giờ hội thảo, lúc trước thì đến trước giờ hội thảo thì chúng tôi ngồi trong phòng riêng nói chuyện đúng một lúc, đến lúc bắt đầu đến giờ hội thảo, ông khoác tay tôi đi ra. Thế đầu tiên tôi không hiểu tại sao khoác tay tôi đi ra. Nhưng đi ra ngoài thì mới thấy là hóa ra ở ngoài là một số người Việt đứng la ó này khác phản đối cái đoàn Việt Nam sang, phản đối những người Cộng sản sang. Thì ông chỉ bảo tôi là cứ bình tĩnh. Thì tôi bảo vâng, chắc chắn là tôi bình tĩnh rồi. Lúc trước bom đạn đầy đầu mà tôi cũng vẫn bình tĩnh được cơ mà. Thế đến lúc đi vào phòng
hội thảo thì cũng vậy, thì lúc cũng có những người họ đứng lên, người Việt mà sang đấy, lúc giờ họ còn nhiều điều bức xúc lắm và họ nói một cách rất là gay gắt. Thì tôi trả lời rất là nhẹ nhàng, bình tĩnh thôi. Nhưng mà ông Tồn ấy, nhưng mà sau đó đi lúc quay trở về thì ông ấy bảo tôi, ông bảo là phải nói là hôm nay là thái độ của bà và mấy cộng sự của bà thực sự là thuyết phục chúng tôi. Thì chúng tôi hiểu là bây giờ là Việt Nam đang là có những cái người Việt Nam hiện nay cũng là những người đã sống dưới bom đạn đấy, nhưng mà đang có một cái cách nhìn khác, một cách suy nghĩ khác rồi. Và từ đây thì tôi sẽ mạnh dạn hơn trong cái quyết tâm của mình là thúc đẩy cái sự bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Thế mà sau đó thì ở một cuộc khác, hội thảo khác nữa thì cũng nói về vấn đề đổi mới ở Việt Nam, tôi yêu cầu tôi trình bày. Thì sau đó cũng có người đứng lên hỏi một cách hơi khiêu khích là tại sao Việt Nam đổi mới mấy năm rồi? Tức là mình từ năm 86 mà đến 92 thì là 6 năm. 6 năm rồi mà cũng vẫn không chịu tư hữu hóa, không chịu thế nọ thế kia. Rồi cải cách vẫn chậm chạp thế. Thì tôi chỉ trả lời là thưa rằng, ông nhìn mà xem, một nước Cộng hòa Liên bang Đức hùng mạnh như vậy mà có cải cách nổi Cộng hòa Dân chủ Đức trong một thời gian ngắn hay không? Nhưng mà Việt Nam chúng tôi ra khỏi chiến tranh với một đất nước tan hoa. Trong cuộc cải cách cơ cấu này, chúng tôi sự viện trợ hay sự hỗ trợ của bên ngoài là hết sức nhỏ bé. Hiện nay cái mức độ viện trợ cho Việt Nam là 300 triệu đô la cho cả năm. Tức là tính ra bình quân đầu người mỗi người Việt Nam, kể cả từ em bé mới ra đời cho đến người già là chỉ có 5 đô la một người thôi. Thì với như vậy và với cái, tất cả những nguồn lực cũng còn rất hạn chế trong nước, thì chúng tôi làm được gì? Làm được gì bao nhiêu với tất cả những cái đó? Thì phải thấy là những ông nhìn thì ông phải nhìn vào tốc độ thay đổi. Chứ còn nếu mà đòi hỏi quá đáng thì không thể có được. Thế thì lúc mà ngồi nói đến cái điều với thực tế khó khăn của nước mình như vậy, thì tôi trông thấy ông Leo McCarthy ngồi bên dưới, ngồi hàng đầu, ông chảy nước mắt ra. Thế thì đến lúc xong đi xuống thì ông lại cảm ơn tôi, ông bảo bây giờ thì bạn lại làm cho tôi cảm thấy là tôi phải làm cái điều gì nhanh hơn, và tôi sẽ tận dụng mọi cái thứ từ vị trí của tôi để thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trước mắt là dỡ bỏ cấm vận và sau đó là thúc đẩy quan hệ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Thế thì đấy, thì tôi hiểu ra một điều là ở những người như vậy, họ vẫn có thể thay đổi được, họ vẫn có thể cởi lòng mình được. Nhưng mà mình muốn người ta cởi lòng với mình thì bản thân mình cũng vậy, phải nhiều khi phải thẳng thắn, phải cởi mở, đối xử với nhau thì bao giờ thế, nó có đi có lại hai chiều. Và như vậy thì bằng cách đó mình có thể thuyết phục người ta hơn rất nhiều, hơn là cái cách lúc nào cũng cứ căng thẳng với nhau, tranh cãi nhau thì nhiều khi nó không đi đến hiệu quả được. Thế và từ đấy thì nếu mà suốt xuyên suốt sau này khi làm việc thì có thể thấy là những cái điều mà ông John Naismith cũng là một kinh tế gia rất nổi tiếng của Mỹ, mà nhất là chuyên nghiên cứu về khu vực Đông Á. Ông viết rất nhiều cuốn sách hay về phát triển của Đông Á này. Thì ông có câu viết là những con đường dẫn tới cơ hội ở thế kỷ 21 là tài kinh doanh, liên doanh, hợp tác, liên minh, mạng toàn cầu. Các cơ hội tốt đều nằm ở đó trên khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Thì tôi thích cái ý của ông này là chỗ nào? Nói về kinh doanh, thì những điều tôi trích dẫn là phần lớn là trong sách về kinh doanh, vì đấy là công việc chính của tôi trước đây. Thì nhưng mà chỉ có một ý thôi là cái quan trọng là tài kinh doanh, nhưng còn tất cả cái ý khác các bạn xem, liên doanh, hợp tác, liên minh, mạng toàn cầu, toàn bộ ý của tưởng của người ta nói cũng vẫn là phải nối vòng tay với nhau, cùng nhau làm thì mới được. Tức là cái chân lý của kinh doanh thời đại hiện nay thì cạnh tranh thì quyết liệt thật, nhưng mà vẫn phải có hợp tác. Không hợp tác không thành công được đâu trong công chuyện kinh doanh của bất cứ ai. Thành ra biết cạnh tranh nhưng mà cũng phải rất biết hợp tác, rất biết liên kết với người khác nữa. Nếu là mình phải biết mình, biết người, rồi cùng nhau làm, cùng nhau nỗ lực vượt lên, hoặc là tham gia một cái công việc nào đó thì đừng lúc nào chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, biết đặt mình vào lợi ích và phía của người ta, nghĩ đến lợi ích của người ta và làm sao cho lợi ích của hai bên gặp nhau được, thì đấy là cái lý tưởng nhất. Và cùng nhau khắc phục tất cả những cái là rủi ro hoặc là những cái tổn thất có thể gây ra, thì đấy là cái cách lý tưởng nhất. Nên tôi cho là cái mở rộng con tim thì nó cũng gắn với cái mở rộng con tim của mình thì mới có thể hợp tác được với người khác được. Mình hợp tác nó phải trên một cơ sở thật tình. Chứ còn nếu mà lúc nào bên ngoài thì là bắt tay hợp tác hữu nghị, nhưng mà rồi đằng sau thì lại thụ người ta học tìm cách giành giật hết cả, thì sẽ không thể nào sống ở trên đời được đâu. Thế thì tôi nghĩ là đấy là cái điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và trong slide này cũng là slide gần cuối rồi, thì tôi nói về thế giới mới. Không biết là ở đây có nhiều bạn đã đọc cái cuốn Thế giới nóng phẳng chật của Tom Friedman, ông biết ra không? Sau cuốn Thế giới phẳng thì Tom Friedman viết tiếp quyển khác là Nóng phẳng chật.
Thì đọc cuốn này nó rất là hay, rất ấn tượng. Thực ra tôi thích ông này từ mấy cái cuốn trước đó của ông, như là chiếc Genesis và cái Ulu, rồi là đến Thế giới phản. Nhưng mà đến cái cuốn này thì ông đề cập đến rất nhiều vấn đề của thế giới đương đại với những thách thức của nó. Nhưng mà cái điều chúng ta có thể rút ra ở đây được là gì? Là thế giới thực ra phản thì cũng không phản hoàn toàn đâu. Thì cũng có rất nhiều người tranh luận khác là thế giới hiện nay nó lồi lõm ghê lắm. Và đúng thế thật, nó phản là theo cái nghĩa tương đối, theo cái nghĩa là con người có thể kết nối được với nhau rất dễ dàng. Và riêng về thông tin thì có thể nói là bằng Internet thì nó mở ra cho tất cả mọi người cái cơ hội để có thể biết đến những gì diễn ra ở các nơi khác và có thể học hỏi, tiếp nhận được những kiến thức mới, những cái kỹ năng mới để mà tự mình vượt lên. Thì riêng về lĩnh vực đó thì nó là tương đối phẳng, nhưng mà nó vẫn có cái sự bất đối xứng thông tin, như là Joe Stiglitz thường hay phê phán cái sự bất đối xứng thông tin ở trên thế giới. Và nó nóng thì là rõ ràng rồi, nó là các vấn đề về môi trường, các vấn đề về kinh tế, các vấn đề về xã hội, các bao nhiêu những cái đảo lộn về quản lý mà nó thách thức cả những cái lý thuyết cũ, những học thuyết mà đã tồn tại bao nhiêu năm tưởng là vững vàng nhưng bây giờ nó cũng thay đổi và nó trở thành những vấn đề rất nóng của thời đại ngày nay. Thế còn trật thì rõ ràng là thế giới ngày nay đang trở nên là hẹp hơn theo cái cách là đơn giản là tính trên cơ học thôi, cái số tỷ người trên thế giới cứ tăng lên, trong khi chúng ta có mỗi một quả đất này mà bao nhiêu thứ thì tài nguyên thì đã bị khai thác rồi và bao nhiêu vùng đất bây giờ nó trở thành khó sống hơn cho con người, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái này thì nó cái tư tưởng chính của cái cuốn sách của Tom Friedman cũng như cái điều tôi muốn đưa đến với các bạn hôm nay chỉ là nói là trong thế giới mà nó có rất nhiều thách thức mới hiện nay thì đồng thời nó cũng là có những cơ hội mới mở ra vô tận cho chúng ta. Chính vì có nhiều điều như thế này cho nên là tất cả mọi người mới phải tập trung với nhau, cùng chung nhau nỗ lực mà giải quyết, mà xử lý nó. Chứ còn đâu có phải là chúng ta thấy nóng, thấy phẳng, thấy chật mà rồi chúng ta chịu thua. Hoặc là thấy thế giới không phẳng mà nó lồi lõm quá mà chúng ta chịu thua, chịu đầu hàng. Nếu như vậy thì tương lai con người sẽ ra sao? Cho nên là nó là thách thức nhưng đồng thời nó là cơ hội. Những bản thân việc giải quyết những vấn đề tồn tại, những cái khúc mắc hoặc là những cái câu hỏi rất lớn, những vấn đề rất hóc búa thì nói lại là cơ hội cho những cái sáng tạo, cho những cái phát triển mới. Và hơn lúc nào hết là bây giờ nó đòi hỏi cái sự chung sức của tất cả mọi người, chung nhau của tất cả mọi người. Trên thế giới hiện nay thì những vấn đề của nó không phải là những vấn đề đơn lẻ của các quốc gia khác nhau, không phải là Mỹ, không phải là Liên minh châu Âu hay là một mình nước nào giải quyết được, cũng không phải là G7, G8. Mà bây giờ ít nhất trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này là nó đã hình thành cơ chế G20 rồi, đúng không ạ? Thế và nó còn bao nhiêu những cái khác mà người ta phải tham vấn các nước khác nữa. Thế nên nó đòi hỏi cái sự chung tay rất lớn. Và chính cái sự chung tay đó thì nó tạo cơ hội cho tất cả mọi người, cũng như đã tạo ra cái trách nhiệm cho tất cả mọi người cùng tham gia. Đừng nghĩ là mình ở góc Việt Nam này mình không có cái gì có thể tham gia vào giải quyết những vấn đề này đâu. Vì vừa rồi đây, nhưng khi mà nói về các vấn đề kinh tế thì cũng có nhiều người là đang nghiên cứu và đang viết lại các vấn đề về kinh tế của Việt Nam. Ví dụ tôi rất ấn tượng với cái nghiên cứu của McKinsey họ mới đưa ra về kinh tế Việt Nam. Thì họ có một nhận định này rất là lý thú này, là chính vì Việt Nam phát triển kinh tế lâu nay là theo một cái con đường không phải là công nghiệp hóa một cách quá mức như các nước khác. Và cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay coi như là ước chừng nó khoảng 40% công nghiệp, 40% dịch vụ và 20% nông nghiệp. Và chính vì cơ cấu đó cho nên Việt Nam vẫn còn đang đứng được trong khi mà bao nhiêu nước khác là bị đi xuống như thế này. Cái cơ cấu nông nghiệp 20% Việt Nam giữ được là vô cùng quan trọng để làm cái nền tảng cho sự ổn định của Việt Nam. Và như vậy thì chính những điều như giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói ban nãy là rất đúng. Thực ra thì mở hơn thì thực tế là những năm vừa qua là tất cả các nhóm nghiên cứu khác nhau của chúng ta là đều nêu rất mạnh với nhà nước là phải quay lại, là phải biết coi trọng nông nghiệp và tìm cách phát triển nông nghiệp cho bền vững hơn, chứ không phải là công nghiệp hóa theo một cái cách mù quáng là cứ tỷ lệ công nghiệp lên vòi vọt mà không biết đến các ngành khác và không tìm được một cái cơ cấu nào nó hợp lý nhất cho điều kiện của mình để mà có thể phát triển được. Thì đấy cũng có những cái mà mình có thể cung cấp được, hoặc là cái sự bản thân cái sự hợp tác, cái sự mở lòng của Việt Nam sẵn sàng bắt tay với những nước đã từng là cựu thù của Việt Nam thì nó cũng là một cái bài học tốt cho nhiều nước khác nhau để người ta thấy là trong thế giới hiện nay thì khi thay đổi như vậy thì buộc mỗi người phải thay đổi và phải có những cái là bứt khỏi những cái gì nó là cũ, những cái lịch sử của mình để mà tất nhiên mình không bỏ qua nó, mình không quên nó, nhưng mình phải biết bước qua những cái đó, những cái rào cản cũ để nó có thể vượt lên thì mới đi cùng với loài người tiến lên được. Và đây là cái câu kết cuối cùng của tôi.
Tôi dùng cái câu này, bạn cũng có thể các bạn đã đọc rồi, cái cuốn sách của ông Kim Chung, chủ tịch tập đoàn Dah U của Hàn Quốc, ông viết cuốn sách có tên là Thế giới thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Thì đúng là thế giới ngày nay nó là như vậy, nó rộng lớn và nó có rất nhiều việc phải làm cho tất cả mọi người, đồng thời nó có rất nhiều cơ hội để làm, có nhiều cái để làm cho tất cả mọi người, miễn là bản thân mình là ý thức được và nỗ lực vươn lên. Và cái thế giới này nó cũng không bác bỏ một ai cả, nó không bác bỏ một cái thứ văn hóa nào hết cả. Mình vẫn có thể duy trì văn hóa của mình vẫn có thể phát huy những cái tốt nhất của văn hóa của mình, đồng thời học hỏi của người khác để mà nâng mình lên và có thể hòa đồng được vào thế giới cùng với họ đi lên. Thì đây là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ lại với các bạn. Kim Mu Chung thì cũng là một trong những người mà thực sự là tôi rất quý và cũng gây những ấn tượng rất mạnh với tôi về một con người. Nếu các bạn đọc và các bạn đọc một chút về cái kinh tế Hàn Quốc thì cũng có thể thấy cuối đời thì ông không may mắn, bởi vì cuối đời thì trong cái khủng hoảng kinh tế nổ ra ở khu vực này vào năm 1997-98 thì tập đoàn Dah U của ông cùng với một số tập đoàn khác bị quy là trong số những tội đồ gây ra cái khủng hoảng kinh tế Hàn Quốc, và sau đó thì ông cũng là bị truy bắt này khác và coi như là bắt buộc phải cơ cấu lại công ty ở mức độ rất cao. Nhưng phải nói là đấy thực sự là một người hùng của Hàn Quốc mà ở giai đoạn phát triển như chúng ta hiện nay vẫn rất cần những con người như vậy, tức là nhiệt huyết kinh khủng và cũng là cái người rất biết cách là kết nối sức mạnh của những người khác, tìm kiếm thêm những nguồn lực ở những người khác, tạo cơ hội cho mình để mà người ta có thể tạo cơ hội cho mình, đồng thời tạo cơ hội cho người khác để cùng nhau phát triển. Thì tôi rất thích cái cách tiếp cận của ông như thế. Thì tôi ấn tượng với ông từ đầu khi mà ông ấy bắt đầu lần đầu tiên ông đi vào Việt Nam bay một cái máy bay con, bay riêng. Mà ông ấy đến sân bay thì trước khi đi thì ông yêu cầu người của ông là nói với tôi là cố gắng ra sân bay đón ông, bởi vì ông chỉ vào Việt Nam thì sáng đến chiều ông bay đi thôi, và ông muốn là trên đường đi đón ông từ sân bay về thì ông có thể hỏi trước một số điều để có thể làm việc với chúng ta. Thì đấy, thì trong chuyến đi như vậy ngồi nói chuyện với tiếng đồng hồ từ sân bay về hơn tiếng đồng hồ thì phải nói là mình học thêm được rất nhiều, và sau này đấy trong quá trình làm việc thì cảm phục rất nhiều về cái cách thức làm việc cũng như cách thức vượt lên tất cả của người ta để mà có thể phát triển được. Thì dù sau này ông có tù tội hay gì đi nữa thì trong đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ là ông là một người hùng, và Việt Nam mình muốn phát triển thì cũng vẫn rất cần những con người như vậy. Thì đấy, thì tôi vì vậy cho nên tôi lấy cái câu này của ông vào, cái câu này cũng hoàn toàn đúng với điều kiện của chúng ta hiện nay để chia sẻ với các bạn. Thế còn tôi chỉ muốn hồi nãy thì cũng có bạn hỏi tôi một câu, có một bạn trẻ hỏi là nghĩ như thế nào, hoặc là những người như tôi nghĩ như thế nào về những người trẻ bây giờ. Thì tôi có trả lời với bạn ấy, và tôi chia sẻ rất thật là tôi thì tôi có một cái niềm tin hết sức mãnh liệt vào những người trẻ. Thực ra thì đất nước mình tương lai là thực sự là đặt trong tay những người trẻ. Hiện nay khó khăn còn nhiều, tất cả những vấn đề, nhất là về kinh tế thì đang là bài toán vô cùng đau đầu của cả, tôi tin là của cả lãnh đạo nhà nước cũng như tất cả những người đang làm liên quan đến lĩnh vực kinh tế hiện nay. Nhưng mà thế nào thì chúng ta cũng sẽ phải có cách để thoát ra được thôi. Đấy, nó là quy luật của cuộc sống thì thế nào cũng vậy. Nhưng mà chính trong thách thức này thì chúng ta sẽ phải tìm đường nào hợp lý nhất để đi lên phát triển của mình. Nhưng tương lai thì nó thuộc về những người trẻ, và chắc chắn là các bạn sẽ làm được trong việc đưa đất nước mình đi lên phát triển. Không dám nói đến mục tiêu 2020 thành một nước mô hình như thế nào. Thực sự bây giờ tôi chưa dám nói đến, bởi vì tôi không thích mấy cái ý tưởng là công nghiệp hóa theo hướng hiện đại mà nó tương đối chung chung. Và có thể lúc giờ cứ nghĩ là ống khói mút trời thì mới là công nghiệp hóa, thì không phải đâu. Thì có nhiều con đường khác nhau để đi, để phát triển. Nhưng điều đó chắc chắn là nó nằm một phần rất lớn trong tay các bạn. Cho nên các bạn hãy vững tâm mà đi lên, và cùng với các bạn thì chắc chắn những người mà đã lui về tuyến sau rồi như chúng tôi, là tuổi như tôi, hoặc là bác Lân Dũng, bác Vũ Khoan là vẫn sẵn sàng là chia tay ra với các bạn, chúng ta cùng nhau để có thể đi lên được. Thì xin cảm ơn và chúc tất cả các bạn thành công.